Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc túi hình trái tim nhé. Đầu tiên là mọi người chuẩn bị cho mình 3 màu len nhé. Màu be, màu xanh lá và màu trắng. Ở đây mình dùng kim móc size là 7 và 8mm nhé. Mình móc đầu 8mm với chữ kéo. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng màu trắng để móc hình trái tim đầu tiên nhé. Thì mọi người đấy sẽ lên cho mình 15 chân bính. Thôi, mọi người sẽ bỏ hai chân mũi đầu tiên và móc vào chân mũi thứ ba. Bỏ hai chân mũi này và móc vào chân mũi thứ ba. Một mũi nửa kép hoặc một mũi kép. Rồi, sau đó mọi người sẽ móc thêm 3 mũi kép vào chân mũi vừa nãy thêm nhé. Hạt tổng cộng chúng ta sẽ có 4 chân mũi kép trong một chân. Sau khi móc xong 4 mũi kép trong 1 chân thì chúng ta sẽ móc 5 mũi kép vào 5 chân tiếp theo nhé mọi người. 1 này, 2, 3, 4, 5. Rồi, sau đó thì cho mũi tiếp theo này thì mọi người sẽ móc 5 mũi kép trong một chân. Rồi sau khi móc 5 mũi kép trong một chân thì chúng ta sẽ móc tiếp 5 mũi kép vào 5 chân mũi tiếp theo nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5. Rồi, thì sau khi móc xong 5 chân mũi thì chúng ta sẽ có một chân cuối cùng này. Thì chân cuối cùng này mọi người sẽ móc cho mình là 7 mũi kép cho một chân này nhé. Mọi người sẽ móc vào chân mũi này 7 mũi kép cho mình nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, mình đã móc xong 7 chân mũi này rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ móc xong viền bên này á. Rồi, mọi người chân mũi tiếp theo để chúng ta sẽ móc một mũi đơn. À, một mũi kép. Rồi, chân mũi tiếp theo chúng ta lại móc thêm một mũi kép nữa. Chân mũi tiếp theo chúng ta lại móc thêm một mũi kép nữa. Tổng cộng là chúng ta sẽ móc 3 mũi kép vào 3 chân mũi. Rồi bây giờ mọi người sẽ móc ở chân mũi này thì mọi người chỉ chuột qua một vòng dây thôi, xong giữ lại một vòng lại cho mình nhé. Rồi tiếp tục móc như vậy vào chân mũi tiếp theo nữa. 2. Rồi đây chúng ta đã có 3 rồi nhé. 3 đi. 4.
5. Thì trên mốc được 6 rồi như thế này thì mọi người sẽ chuột qua tất cho mình nhá. Rồi sau khi chuột qua thì rồi sau khi móc xong mũi của này thì chúng ta sẽ móc và mũi kép vào bài chân tiếp theo nhé. 2 3. Sau khi móc xong ba mũi kép vào ba chân tiếp theo thì còn cho mũi cuối cùng này thì chúng ta sẽ móc 3 mũi kép trong một chân đấy mọi người. Sau khi móc xong 3 mũi kép trong một chân thì chúng ta sẽ chuột vào chân mũi đầu tiên. Rồi lên một đính, sau đó cắt lên. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng len màu xanh để móc sang vòng trái tim thứ hai nhé. Mọi người thay len, mọi người đổi len nhé. Lên cho mình 2 bính. Sau đó móc 2 mũi kép trong một chân. Chân tiếp theo cũng móc 2 mũi kép trong một chân. Chân thứ ba móc 2 mũi kép trong một chân. Chân thứ tư cũng móc 2 mũi kép trong một chân. Tổng là chúng ta sẽ có 4 chân mũi móc 2 mũi kép, được 2 mũi kép. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ móc 7 mũi kép vào 7 chân mũi. 1 này. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Chân mũi tiếp theo thì chúng ta sẽ móc 5 mũi kép trong một chân nhé mọi người. 2 3 4 5. Rồi sau khi móc 5 mũi kép trong một chân thì chúng ta lại tiếp tục móc 7 mũi kép ở 7 chân mũi tiếp theo nhé. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi. 7 chân mũi tiếp theo này thì chúng ta đều móc 2 chân mũi cho 2 mũi kép cho một chân nhé. Một này. 2. Chúng ta được 2 mũi tăng kép. Tiếp tục mũi tăng kép là 3. Mũi tăng kép thứ mũi tăng kép thứ 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mũi tăng kép thứ 6. À, mũi tăng kép thứ 7. Rồi, mình đã móc xong 7 mũi kép tăng. Sau đó tiếp theo thì mọi người sẽ móc cho mình một mũi kép vào chân mũi tiếp theo. Và tiếp tục chúng ta sẽ móc
5. Mọi người chỉ chơi qua một vòng thì chúng ta sẽ thử hai vòng này nhé. Xong mọi người chơi tiếp được 3 vòng nữa này. Chơi tiếp vào trong mũi tiếp theo chúng ta sẽ được 4 vòng như này. Sau đó hãy tiếp tục vào trong mũi như tiếp theo như thế nữa. Trong mũi tiếp theo nữa. Tổng cộng chúng ta sẽ được 6 vòng như này. Sau đó mọi người chơi qua hết cho mình. Hồi tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi kép vào chân mũi tiếp theo. Sau đó mọi người sẽ móc 3 chân mũi còn lại thì mọi người sẽ móc 3 mũi kép tặng cho mình nhé. Có nghĩa là mỗi chân mũi này thì chúng ta sẽ móc 2 mũi kép cho một chân. Rồi sau đó mọi người sẽ chuột vào chân mũi đầu tiên và cắt lên. Ta sẽ móc sang hàng thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc sang hàng thứ ba này nhé. Thì hàng thứ ba này mọi người sẽ sử dụng len màu bé cho mình nhé. Đầu tiên là mọi người lên cho mình 2 bính, thì sau đó mọi người sẽ móc một mũi kép tăng. Rồi sau đó trong mũi tiếp theo thì chúng ta sẽ móc một mũi kép. Mọi người sẽ móc cụm kép tăng và một mũi kép như vậy. Lặp lại thêm 3 lần nữa cho mình nhé. Tổng cộng là 4 lần. Rồi. Một kép tăng này. Và một kép đơn. Và một mũi kép. Tiếp tục 220 kép cho một chân này. Sau đó móc một mũi kép ở một chân. Đã được 3 cụm rồi thì chúng ta sẽ móc thêm một cụm nữa. Rồi, mình đã móc xong cụm 20 kép cho một chân và một mũi kép. Mọi người sẽ móc cho mình 9 mũi kép vào 9 chân mũi tiếp theo nhé. Mình được 3 mũi rồi này. 4 5 6 7 8 9. Rồi sau khi móc xong 9 mũi kép vào 9 mũi thì tiếp theo chúng ta sẽ móc 5 mũi kép vào cùng một chân. Chúng ta sẽ móc 5 mũi kép chung một chân. Sau khi móc xong 5 mũi kép cho một chân thì chúng ta lại tiếp tục móc 9 mũi kép vào 9 chân mũi tiếp theo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì bây giờ chúng ta sẽ móc cụm là kép tăng và một kép. Lặp lại 6 lần nhé mọi người. Rồi, mình đã móc xong là một cụm nè. Rồi 2 cụm.
3. Rồi, tiếp theo thì mọi người móc cho mình hai mũi nửa kép cho một chân. Rồi, sau đó sẽ móc cho mình một mũi nửa kép và cho mũi tiếp theo nữa. Bây giờ mọi người sẽ móc cho mình mũi giảm 3 nhé. Rồi mũi tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình hai mũi nửa kép một chân. Rồi mũi tiếp theo sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi tiếp theo mọi người sẽ móc cụm hai kép tăng và một kép, lặp lại hai lần nhé. Kép tăng này, một mũi kép chân, sau đó là mọi người móc kép tăng. Làm tiếp theo là một mũi kép và một chân. Rồi sau đó mọi người sẽ chuột vào cho mũi đầu tiên cho mình và cắt lên. Ta đã xong hàng thứ 3 thế nhé. Rồi thì hàng đầu tiên là mọi người sẽ móc cho mình cụm là một kép tăng này và hai kép. Rồi lặp lại đó mình. Lặp lại cụm đó cho mình 4 lần nhé. Đầu tiên là móc hai mũi kép cho một chân. Sau đó là móc một mũi kép và một chân. Và móc cho rồi. Móc cũng như này nha mọi người. Tiếp tục. Tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình 11 mũi kép và 11 chẵn mũi tiếp theo nhé. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ móc 5 mũi kép cho một chân.
1 2 3 4 5 Rồi. Tiếp theo là mọi người sẽ móc 11 mũi kép hoặc 11 cho mũi tiếp theo nữa nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 Rồi tiếp theo mọi người sẽ lại móc cúp là kép tăng và hai kép. Cúp đó mọi người sẽ lặp lại 5 lần nhé. Đầu tiên là kép tăng này, 200 mũi kép, 2 mũi kép cho một chân. Sau đó là 2 kép họ hai chân mũi tiếp theo. Rồi, mọi người sẽ móc cụm này lặp lại cho mình 5 lần nữa nhé. À, lặp lại cho mình 4 lần nữa, tổng là 5 lần. Rồi, mình đã móc xong cục đó. Bây giờ mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi nửa kép cho một chân. Móc cho mình 2 mũi nửa kép cho một chân nhé. Rồi. Chân mũi tiếp theo lại móc cho mình một mũi kép, nửa kép nữa. Chân mũi tiếp theo lại móc một mũi nửa kép nữa. Chân mũi tiếp theo nó lại móc thêm một cho mình một mũi nửa kép nữa. Chân mũi tiếp theo lại nửa kép nữa, tổng cộng là có 4 mũi nửa kép. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình mũi á. Mũi giảm 3. Mũi đơn giảm 3, 1 này. Như thế này. Sau đó mọi người trượt qua. Rồi, tiếp theo mọi người sẽ móc cho mình 2 mũi ngược kép vào 2 chân. Tiếp theo là móc 2 mũi ngược kép cho 1 chân. Rồi sau đó lại móc thêm 2 mũi ngược kép vào 2 chân tiếp theo. Rồi cuối cùng là chúng ta sẽ móc cúp 2 kép cho 1 chân này. Rồi sau đó là 2 mũi kép vào 2 chân mũi tiếp theo. Rồi sau đó mọi người chuột
và chấm đầu tiên và cắt lên cho mình. Rồi mình đã mất bình đã, rồi mình đã mất sau hình trái tim rồi nhé mọi người. Rồi tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng ba màu len xanh trắng và be để chúng ta móc phần viền đấy nha mọi người. Móc phần viền đơn giản lắm mọi người ạ. Thì mọi người tiếp tục đóng vào chân mũi bất kỳ. Mọi người sẽ sử dụng len màu be trước cho mình nhé. Bên cho mình hai bính và mọi người sẽ móc ba mũi kép vào cùng một chân mũi này nhé. Một, hai, ba. Rồi thì tất cả các chân mũi này thì mọi người sẽ đều móc ba chân mũi chung một chân nhé, để mình tạo cái viền bèo ấy. Rồi mọi người cứ móc được hai chân mọi người cứ móc được hai chân mũi thì mọi người sẽ đổi len cho mình nhé. Thì mọi người cứ móc theo thứ tự là be trắng và xanh, rồi xong lại đổi tiếp. Nói chung là các màu nó xen kẽ nhau là được. Bây giờ mình sẽ đổi sang màu trắng. Cứ khi nào móc xong hai chân mũi thì chúng ta sẽ đổi màu một lần nhé. Mỗi chân mũi chúng ta sẽ móc 3 mũi kép chung một chân. Khi móc viền béo ấy thì mọi người sẽ móc đến đây rồi nhá. Mọi người để chừa lại một khoảng tầm 2, 4 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tầm khoảng 20 mũi để mình làm miệng túi nha mọi người nhá. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục đổi sang màu be lặp lại. Rồi xong rồi, đổi sang màu trắng. Mọi người sẽ không cần phải cắt dây len đâu nhé. Mọi người cứ kẹp chung xong rồi móc cùng với nhau. Xong mọi người đổi len cho dễ. Như mình ạ. Rồi mọi người đổi lên màu xanh.
Rồi mọi người cứ móc vậy cho để hết vòng nhá. Thế đấy, đây. Bao giờ phần miệng này chừa lại 20 mũi là được. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng lên màu xanh để móc phần quai quý nha mọi người. Thì mọi người lên cho mình 110 đính. Rồi, sau khi lên xong 110 chân bính thì tiếp tục chúng ta sẽ móc vào, bỏ một chân mũi đầu tiên là móc ở trên mũi thứ hai một mũi đơn cho mình nhá. Rồi, thì mọi người sẽ móc cả cái dây bính này đều vào mũi đơn cho mình nhé. Tổng cộng là có 109 mũi mọi người nhá. Mình đã móc xong hàng thứ nhất rồi thì bây giờ mình sẽ móc sang hàng thứ hai ấy, mọi người. Hàng thứ hai thì mọi người tiếp tục lên một chân bính, sau đó quay lại, hàng quay lại và móc mũi đơn như hàng thứ nhất nha mọi người. Là mọi người sẽ móc thêm cho mình tầm khoảng 2 hàn như thế nữa nhé. Mình đã móc xong chiếc dây quai này thì bây giờ bọn mình sẽ khâu lại nhé. Mọi người sẽ khâu cái vỉa nó như thế này. Đấy, mọi người sẽ khâu nó như thế này. Khâu vào bìa này nhá mọi người nhá. Mình sử dụng kim to nhất. Bây giờ chúng ta khâu vào nhé. Oh.
Rồi mọi người sẽ khâu đến cái phần bèo, cách bèo túi này là dừng nhá. Để còn chừa lại phần kia để mình làm miệng túi nhá mọi người nhá. Mọi người giấu lên đi. Mọi người đâm xuống dưới cho mình nhá. Giờ mình sẽ khống bằng ở bên này nhé. Thế đầu tiên là mình sẽ nối hai cái này vào với nhau. Rồi sau đó sẽ tiếp tục khâu phần gì ở bên đầu còn lại. Rồi mình đã khâu xong nửa bên này rồi thì mọi người sẽ lấy nửa trái tim bên kia và khâu nốt vào bên cạnh bên này đã. Mình đã móc xong chiếc túi này rồi, chúc mọi người thành công nhé.